2 3 4 5 Alo 1 2 3 4 5 Good evening everybody. Xin chào tất cả mọi người. Selamat Xin chào. Cảm ơn tất cả. It's so good to be here in the house of God. Amen. Thật tốt đẹp thay được ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Amen. My name is Nick Vujicic. Tên tôi là Nick Vujicic. I just want to ask first of all, who's seen my VCD? Trước tiên tôi muốn hỏi ai đã xem đĩa VCD của tôi? Okay, that's cũng khá nhiều. Rất tốt. Đối với những người chưa biết tôi, tên tôi là Nick Vujicic. Tôi đến từ nước Úc. Như anh chị em thấy, tôi không có chân và tay, nhưng tôi có một mẩu chân nhỏ này. Với mẩu chân nhỏ này, tôi có thể viết và đánh máy 43 từ trong một phút trên chiếc máy tính bình thường. Và tôi có một bằng đúp về kế toán và hạch toán tài chính. Ngợi khen Chúa. Năm nay tôi 23 tuổi. Và đã không có một lý do y tế nào về việc này sẽ xảy đến cho tôi. Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy dường như Đức Chúa Trời đã bỏ quên chúng ta. Đôi khi chúng ta cầu nguyện và dường như Ngài không trả lời. Chúng ta cảm thấy dường như mình đã làm sai điều gì đó. Và đôi khi chúng ta không hiểu Đức Chúa Trời đang ở đâu. Tối nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em câu chuyện về cuộc đời tôi. Tôi muốn chia sẻ câu Kinh Thánh đã ban sức mạnh cho tôi khi tôi cảm thấy cô đơn và thất vọng. Nhưng trước khi chia sẻ, tôi muốn kể với anh chị em một số câu chuyện rất buồn cười. Tôi đi dạo với chiếc xe đẩy của tôi, và nó không có mặt ở đây tối nay. Tôi điều khiển bằng mẩu chân nhỏ này với một cái cần gạt, cũng gần giống như khi chúng ta sử dụng máy vi tính. Nếu tôi muốn tiến lên, tôi đẩy nó lên. Nếu tôi muốn đi lùi, tôi đẩy nó xuống. Và nếu tôi muốn đi cua, chỉ việc đẩy nó sang trái và chiếc xe sẽ quay tròn. Tôi đi tới những cửa hàng và chiếc xe đẩy đó, và tất cả những nơi nào tôi lái xe đến, mọi người đều sửng sốt, giống như muốn hỏi điều gì đã xảy ra vậy. Có nhiều đứa trẻ cũng đến với tôi, và có một đứa bé gái nhìn thấy tôi và nó gọi: mẹ ơi, nhìn này, người ngoài hành tinh. Tôi quay lại và dọa nó. Nó hét lên. Tôi rất thích trêu mọi người. Một ngày kia tôi ở trên bãi biển, và tôi vùi mẩu chân nhỏ của mình dưới cát. Có một người phụ nữ tiến lại gần và nghĩ rằng tôi vùi đôi chân của mình dưới cát và nhét hai cánh tay vào trong áo sơ mi. Cô ta đến gần và hỏi tôi: anh phải mất bao lâu để vùi đôi chân của mình dưới cát vậy? Tôi trả lời: cũng lâu đấy. Cô ta nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa, và chúng tôi tạm biệt nhau. Cô ta bắt đầu đi, và tôi đợi cô ta quay đầu nhìn lại. Và khi cô ta quay đầu nhìn lại, tôi bắt đầu đi như thế này. Rất buồn cười. Cô ta kinh ngạc. Rất là buồn cười. Nhưng mà câu chuyện buồn cười nhất, đó là một ngày kia tôi ở trên xe buýt, và những người ngoài xe nhìn vào phía trong không biết là tôi không có chân và tay. Và đến chỗ đèn đỏ, có một đôi từ xe khác chuyển lên và ngồi đối diện tôi. Người nam nhìn tôi và tôi gật đầu chào. Tôi muốn trêu họ. Tôi nhìn vào người phụ nữ và tôi tháo dây an toàn ra bằng miệng của mình. Và tôi làm như thế này. Họ rất là sửng sốt. Trước khi chúng ta nghe giảng, tôi muốn cho mọi người thấy một vài điều nữa. Tôi có một quả bóng ở trên này, và tôi muốn có một người tình nguyện để bắt quả bóng này. Ai muốn bắt quả bóng cho tôi? Có một người nào không? Hãy đứng lên, hãy lên đây. Hãy lên đây. Em có thể mà. Beautiful. Now, what's your name? Em tên là gì? Julian. Nice to meet you. Julian. Rất vui được gặp em. Em có thể đi về đằng kia được không? Anh muốn em thấy anh có thể đá quả bóng này xa bao nhiêu và em phải bắt lấy nó. Em có thể đi về góc kia. Tốt rồi. Em có thể tiến lại một chút nữa được không? Tiến lại gần hơn. Gần nữa. Tiến lại gần thêm nào. I'm joking, I can't keep. Anh đùa đấy. Come forward. Anh không thể đá nó xa như thế đâu. Hãy right tiến lại đây đi. Right there is good. Take maybe được one đó. More step forward. Chỗ đấy là tốt rồi. Here we go. Hãy bước thêm now, một bước Julian, nữa. Julian, kick, so để đá được quả bóng này, here. Anh phải lấy đà một chút. So, here we go. Let me get set up here. Here we go. Just a little bit of a run up. Lấy đà thêm một chút. Just a little bit more.
Xa thêm một chút nữa nào. Xa thêm chút nữa. Xa thêm chút nữa. Xa thêm chút nữa. Xa thêm chút nữa. Tôi đùa đấy. I'm gonna give để someone mọi người phải khó tìm. Sorry, xin lỗi. Right. Here we go. I didn't even need to run up. Here we go. Tôi cũng không nghĩ ra trò now, này. Ball, nào Julian, khi em bắt catch, được okay? Thì em đừng ném lại vì anh không thể bắt được. Sẵn sàng chưa? Một, hai. Beautiful. Rất tốt. Cảm ơn. Hãy bước lên đây nào. Thank you. Come up on stage. Em hãy bước lên sân khấu. Can you put the ball down here and em có thể đặt quả bóng xuống và cầm chiếc đĩa VCD này lên và để mọi người cùng thấy. Nếu anh chị em chưa có đĩa VCD này, tôi có một tin tức thú vị cho anh chị em. Nếu ai đã có rồi thì tôi cũng có một tin tức thú vị cho mọi người. Đây là chiếc VCD quay lại cuộc sống của tôi. Tôi làm chứng trong chiếc đĩa này. Anh chị em sẽ thấy tôi bơi dưới bể, đánh răng, chải đầu và làm mọi việc như thế nào. Thật tuyệt vời. Đó sẽ là một lời chứng tuyệt vời khi chúng ta tặng nó cho những người chưa biết Chúa. Thật không thể tin được. Mỗi người sẽ được chúc phước với một đĩa VCD miễn phí này. Điều đó tốt không? Vì vậy mỗi gia đình sẽ nhận một VCD. Nếu anh chị em đã có rồi cũng đừng thất vọng, vì anh chị em có thể tặng nó cho người khác và nó sẽ được truyền đi. Amen. Em trai hãy nhận đĩa và ôm anh một cái nào. Right, cảm ơn. Thank you. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Okay, one last trick. If you've seen the VCD, you've nếu ai đã xem đĩa well, thì cũng sẽ thấy phần này. Đây sẽ là phần cuối cùng trước khi tôi chia sẻ lời Chúa. Tôi sẽ phải đặt ống nghe này lên vai của tôi. Nó sẽ không xảy ra ngay lần đầu tiên. Điều gì xảy ra khi chúng ta thất bại? Rất tốt. Ai đó hãy dùng di động gọi vào đây cho tôi được không? Cảm ơn. Cảm ơn. I'm coming. Tôi đến đây. Hello. Hello. Tôi muốn chia sẻ sự bắt đầu của cuộc đời tôi. Tôi đã được sinh ra như thế này trong một gia đình Cơ Đốc nhân. Câu hỏi thường đến với chúng ta khi chúng ta phải trải qua những đau đớn đó là: nếu Đức Chúa Trời yêu chúng ta, tại sao Ngài khiến chúng ta trải qua những khó khăn? Và nếu Đức Chúa Trời làm được mọi sự, tại sao Ngài không chữa lành tôi? Đã có rất nhiều người cầu nguyện để có một phép lạ xảy ra trên đời sống tôi, và không có một phép lạ nào xảy ra. Càng lớn lên, tôi càng biết rằng Đức Chúa Trời yêu tôi, và tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ chữa lành tôi. Và rất nhiều lần trong cuộc đời tôi cảm thấy cô đơn và thất vọng, bởi vì tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Vì tôi chưa thấy một người nào không có chân tay mà lại có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi chưa từng biết một người nào như thế. Nhiều lúc tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của tôi. Tôi nói lại: Chúa, nếu Ngài ở đó xin hãy trả lời con, tại sao Ngài để điều này xảy ra? Nhưng trong nhiều năm Chúa đã không trả lời tôi. Và lúc tôi 8 tuổi, tôi đã giận dữ với Chúa và nói với Ngài: Chúa ơi, con không nghĩ con sẽ có một công việc hoặc con sẽ được học hành. Khi tôi lên 8, tôi cũng chưa thể tự đánh răng, chưa thể tự chải đầu và chưa thể tự giúp bản thân mình. Tôi luôn cần một ai đó để giúp đỡ tôi. Tôi đã từng nghĩ nếu tôi luôn cần ai đó để giúp đỡ mình trong suốt quãng đời còn lại, thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Tôi thưa với Chúa: lạy Chúa, thậm chí con còn không thể lấy vợ. Và nếu có đi nữa thì con cũng không thể nắm tay vợ con. Con không thể khiêu vũ với cô dâu của con trong ngày hôn lễ. Con không thể nhấc bổng các con của mình lên để nói với chúng nó rằng con yêu chúng nó. Trong cuộc sống của chúng ta có những lúc lên và xuống. Hãy nhìn vào chân của tôi. Anh chị em thấy chiếc điện thoại ở đây, và tôi muốn đi tới nó, ok? Và tôi bắt đầu từ điểm này. Để tới được chỗ để chiếc điện thoại từ chỗ này, đối với tôi, rõ ràng tôi không thể trầm ngâm và bắt đầu lơ lửng như thế này, đúng không? Nhưng anh chị em thấy tôi phải đi từng chút, từng bước, và rồi cuối cùng sẽ đến được với nó. Nhưng trên đường đến đó, có thể chúng ta bị ngã xuống như thế này. Here we go, ready? Sẵn sàng chưa? Here we go.
Hello. What do you do when you fall down? Chúng ta làm gì khi bị ngã? Get back up. Everybody knows đứng dậy. To get back up. Ai cũng biết rằng chúng ta phải đứng dậy. Vì nếu chúng ta không đứng dậy thì chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu hết. Nhưng tôi muốn nói, khi anh chị em cảm thấy cô đơn và thấy rằng mình đang ngã xuống, tôi cũng đã cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã quên tôi và rằng tôi không có sức lực để lại đứng dậy. Tất cả điều tôi muốn làm đó là bỏ cuộc. Lúc đó tôi thực sự muốn có ai đó đến bên cạnh tôi và nói với tôi rằng mọi sự sẽ ổn. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu thực sự có ai đó đã đến với tôi và nói với tôi rằng mọi sự sẽ ổn, thì tôi sẽ hỏi họ rằng, làm sao anh biết được? Anh không biết nỗi đau của tôi, anh không biết tương lai của tôi, thì làm sao anh có thể nói với tôi rằng mọi sự sẽ ổn? Đức Chúa Trời đã tác động vào lòng tôi khi tôi ở tuổi vị thành niên. Ngài đã giúp tôi nhìn thấy rằng mọi sự xảy ra vì một lý do. Roma đoạn 8 câu 28, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa mà chúng ta có thể bám lấy. Ân điển của Chúa dư dật. Dẫu chúng ta là ai, dẫu hoàn cảnh chúng ta đang phải trải qua là gì, Đức Chúa Trời biết điều đó. Ngài ở cùng chúng ta và sẽ kéo chúng ta qua khỏi. Ngài sẽ ban sức mạnh để chúng ta đứng dậy giống như thế này. Là hay không? Cùng dở với tôi sách Philip chương 4. Chúng ta cùng đua nhé. Bắt đầu nào. Anh chị em có ở đó chưa? Tôi đang tìm số trang. Tôi không thích việc này. I'm there now too. Bây giờ tôi đã đến rồi. Nếu ai đó gặp tôi trên cuộc đua này, tôi sẽ hỏi, anh chị em giở kinh thánh bằng chân của mình chứ? Philip chương 4, tôi muốn nói tới hai điều mà chúng ta có khi Chúa Jesus ở trong chúng ta. Tôi không chỉ muốn nói đến sự cứu rỗi, tôi sẽ nói đến điều đó sau. Chắc chắn chúng ta có sự cứu rỗi và chúng ta đã được đảm bảo ở trong sự cứu rỗi. Nhưng mà hai điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta mời Ngài bước vào cuộc đời của mình, đó là sự bình an và sự vui mừng của Ngài. Sự bình an khi biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, sự vui mừng khi biết rằng Ngài không bao giờ buông chúng ta. Sự bình an và sự vui mừng tôi có trong đời sống tôi, đó là một bông trái. Anh chị em có thể nói rằng một người nào đó ở với Đức Chúa Trời khi thấy sự bình an và vui mừng của họ. Tôi muốn nói rằng kẻ thù cố gắng dùng hoàn cảnh để cướp lấy sự vui mừng và bình an của chúng ta, hoàn cảnh mà chúng ta không mong đợi, hoàn cảnh mà chúng ta không thể kiểm soát, và chúng ta cảm thấy sợ hãi trước những hoàn cảnh đó. Tôi muốn đọc một vài câu kinh thánh từ sách Philip chương 4, câu 4, câu 6 và câu 7. Tôi sẽ nói về điều này. Tôi muốn chia sẻ Đức Trời đã ban sự vui mừng và bình an cho tôi như thế nào, mặc dù Ngài không thay đổi hoàn cảnh của tôi. Philip chương 4, câu 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Câu 6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhiều người đến hội thánh và đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện rằng, Chúa xin hãy thay đổi cuộc sống của con, xin hãy thay đổi hoàn cảnh của con. Nhưng nhiều lúc chúng ta quên rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Rất có thể có một mục đích tốt ở đằng sau những hoàn cảnh đó. Vì có nhiều người đã cầu nguyện để tôi có chân và tay, nhưng Chúa không ban cho tôi chân và tay. Điều vĩ đại nhất mà tôi biết về những lời cầu nguyện chưa được đáp lời của tôi, đó là nếu đó là ý muốn của Chúa, nó sẽ xảy ra trong thời điểm của Ngài. Amen. Và nếu đó không phải ý muốn của Chúa, nó sẽ trở thành quá khứ. Và Đức Trời đã có điều tốt lành hơn cho tôi. Tôi muốn anh chị em biết rằng Đức Trời có thể ban sự đắc thắng, sự bình an và vui mừng cho anh chị em mà không cần thay đổi bất cứ hoàn cảnh nào của anh chị em. Điều duy nhất cần thay đổi đó là tấm lòng của chúng ta. Đó là điều Chúa Giêsu muốn thay đổi. Tôi muốn anh chị em biết, thế gian không thể nói với tôi rằng mọi sự sẽ ổn, nhưng lời Đức Chúa Trời nói với tôi rằng mọi sự sẽ ổn. Con ơi, khi con qua lửa, ta sẽ ở đó. Chúa không nói rằng khi con qua lửa, ta sẽ dập tắt ngọn lửa, nhưng nói rằng đừng sợ vì ta ở cùng con. Đó là tôi có sự đắc thắng ngay cả khi Chúa không thay đổi bất cứ một hoàn cảnh nào trên cuộc đời của tôi.
Ngài ban cho tôi sự tự do. Ngài ban cho tôi sự bình an trong tấm lòng của tôi mà tôi không thể giải thích bằng lời. Sự thật là tôi sinh ra là một người khuyết tật, nhưng tôi không thấy đó là một khuyết điểm nữa, nhưng là một món quà. Anh chị em biết tại sao không? Vì nếu tôi có chân và tay và nói với mọi người rằng đừng bao giờ bỏ cuộc thì nó sẽ không quyền năng như khi tôi nói câu đó trong hoàn cảnh này. Khi tôi không có chân và tay, tôi đã giảng cho hàng triệu người trong 4 năm vừa qua về việc đừng bao giờ bỏ cuộc. Đó là điều đáng kinh ngạc. Nhiều người đến với tôi và nói với tôi rằng tôi đã định đi tự tử, nhưng anh đã cứu sống tôi. Tôi không có sự vui mừng nào lớn hơn khi biết rằng cuộc đời tôi có một mục đích, đó là làm biến đổi những cuộc đời khác. Tôi muốn anh chị em biết rằng Chúa Giêsu có một mục đích cho anh chị em. Không vì một sự tình cờ hay một cơ hội ngẫu nhiên mà anh chị em có mặt ở đây tối nay, hoặc anh chị em đang có những gánh nặng, những ràng buộc trong tấm lòng. Và cũng có một lý do tại sao Chúa chưa đáp lời cầu nguyện của anh chị em. Và Ngài hỏi anh chị em rằng, con sẽ sẵn sàng tin cậy ta chứ? Con có sẵn sàng tin cậy ta khi con không hiểu? Tôi muốn anh chị em biết rằng tôi yêu cuộc đời tôi. Tôi không còn cầu nguyện xin Chúa ban chân và tay cho tôi nữa. Anh chị em muốn biết phép lạ mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua cuộc đời tôi không? Tôi hỏi nghiêm túc, Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi chân và tay ngay bây giờ không? Có, Ngài có thể ban cho tôi chân và tay ngay bây giờ. Và tất cả chúng ta sẽ kinh ngạc. Chúng ta sẽ ngợi khen Chúa hết cả cuộc đời mình. Và tôi tin rằng những phương tiện thông tin đại chúng sẽ đến đây. Và hội thánh này sẽ trở thành hội thánh nổi tiếng nhất trên thế giới trong khoảng một tháng nữa. Và với những bức hình của tôi, trước đây không có chân và tay nhưng nay đã có chân và tay, cộng với khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa. Tôi đùa đấy. Nhưng có bao nhiêu người sẽ không tin vào điều này? Bao nhiêu người ở Úc và ở khắp thế giới sẽ không tin điều này? Mặc dù họ nhìn thấy trên TV, nếu Chúa ban chân và tay cho tôi ngay bây giờ, anh chị em sẽ trở về nhà và kể lại cho ai đó điều mình đã chứng kiến. Họ sẽ không tin anh chị em đâu. Tôi tin rằng họ sẽ tranh cãi với anh chị em về phép lạ đó. Anh chị em muốn biết một điều đặc biệt không? Việc ban cho tôi chân và tay không phải là phép lạ nhất thiết mà Đức Chúa Trời phải bày tỏ qua cuộc đời tôi. Anh chị em muốn biết phép lạ của tôi là gì không? Tôi sẽ nói phép lạ đó là gì. Tôi chính là phép lạ theo cách riêng của tôi. Khi tôi đến những nơi công cộng có những người đến và phàn nàn với tôi về cuộc đời họ, thì họ thấy một người không có chân và tay mỉm cười. Đó chính là phép lạ mà không ai có thể tranh cãi vì nó. Sự vui vẻ của Chúa là sức lực của tôi. Hallelujah. Thật là một Đức Trời quyền năng chúng ta đang phục vụ. Nhiều người nói rằng, nếu Đức Trời thực sự quyền năng, hãy cho tôi thấy một phép lạ đi. Nếu muốn thấy một phép lạ hả? Đó chính là phép lạ. Và tôi có thể vui mừng vì dẫu hoàn cảnh tôi đang phải trải qua như thế nào thì Chúa Giêsu vẫn ở cùng tôi. Ngài có một lý do và một mục đích cho cuộc đời tôi, bởi vì mỗi người chúng ta đều trải qua những lúc lên và xuống, lên và xuống. Tôi không ở đây hôm nay để nói rằng tôi hiểu được nỗi đau đớn của anh chị em. Nói thật, nếu anh chị em đến và nói với tôi những sự đau đớn của mình thì tôi sẽ khóc. Bởi vì tôi không biết khi ở trong hoàn cảnh của anh chị em sẽ như thế nào. Và anh chị em cũng không biết tôi cảm thấy như thế nào khi gặp phải những thất bại. Anh chị em có thể nói rằng sống mà không có chân và tay thì thật là khó khăn. Không khó khăn đâu, rất dễ dàng. Bây giờ thì dễ dàng, bởi vì Chúa ở cùng tôi. Đôi lúc thì khó khăn. Tôi muốn anh chị em biết, tôi không ở đây để giải quyết những nan đề của anh chị em. Anh chị em có biết bao nhiêu người đến với tôi và nói rằng, oh Nick, tôi nghĩ rằng tôi có một lý do để phàn nàn. Anh chị em biết đó. Nhiều người đến và nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ tự thương hại mình nữa. Và tôi nói, hãy nghe đây, anh chị em không thể so sánh nỗi đau của anh chị em với nỗi đau của tôi. Amen. Bởi vì mỗi một người trong chúng ta đều có những giây phút bị đau lòng hoặc cảm thấy cô đơn. Nhưng đây là sứ điệp: đừng bao giờ bỏ đi mục tiêu của mình. Hãy đem những sự hỗn độn, những lo lắng, những sự tan vỡ của mình đến với Chúa Giêsu, và Ngài sẽ chữa lành cho anh chị em. Bất kể điều gì trong cuộc đời của anh chị em mà anh chị em nghĩ rằng đó là một nan đề to lớn, thì tôi muốn anh chị em biết rằng không điều gì là quá lớn cho Chúa của chúng ta. Tôi không chỉ nói đến những điều nhỏ nhặt, nhưng tôi muốn nói đến những điều to lớn. Đêm hôm trước tôi đã có mặt ở Ipoh. Hôm qua
Tôi cũng không biết là tôi đã ở đâu. Điều duy nhất tôi biết đó là ngủ, ăn và giảng. Tôi cũng đi mua sắm một chút. Ok, tôi đã có mặt ở Ipo. Có một ông lão khoảng 87 tuổi, bị điếc tai bên phải trong 10 năm rồi. Và ông nói, tôi có đức tin nơi Chúa Giêsu rằng Ngài có thể chữa lành cho tôi ngay bây giờ. Tôi nói thật tuyệt vời, chúng ta hãy cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu hãy được lành. Và tôi thổi vào tai của ông. Hãy đoán xem điều gì đã xảy ra. Sau 10 năm bị điếc tai bên phải, nay ông đã nghe được với cả hai tai. Tôi có dự phần gì vào việc đó không? Không, tôi không có phần gì cả. Có phải việc tôi thổi vào tai của ông khiến ông được lành không? Không, điều đó cũng không đem lại việc gì hết. Nhưng đó là đức tin của ông nơi Chúa Giêsu đã khiến ông được giải phóng. Nếu chúng ta không được giải phóng khỏi sự đau đớn trong thể xác thì ân điển của Chúa vẫn rất dư dật. Vì sao? Bởi vì chúng ta có sự bình an và vui mừng. Anh chị em có thể rời khỏi phòng nhóm này buổi tối hôm nay với một lòng đầy dẫy sự vui mừng, bình an, mặc dù cuộc sống của anh chị em không được thay đổi. Vì điều duy nhất cần thay đổi đó là tấm lòng của chúng ta, và chúng ta có thể nhảy lên với sự vui sướng. Hallelujah. Nhiều người hỏi tôi, Nick, làm sao anh có thể làm được? Không có chân và tay chắc chắn phải, khó khăn lắm. Tôi muốn nói với anh chị em, không có chân và tay không tồi tệ như thế đâu. Bây giờ thì không còn tồi tệ nữa. Anh chị em muốn biết điều khó khăn nhất cho tôi là gì không? Đó là cảm giác của tôi khi đến trước Chúa. Ngài thật là quyền năng. Amen. Ngài đã tạo nên mọi sự. Ngài là đấng sáng tạo của mọi loài. Nhưng Ngài lại muốn có một mối tương giao cá nhân với tôi. Và đây là điều tôi phải trăn trở. Ở trước mặt Ngài, Ngài là một đấng vô cùng thánh khiết. Còn tôi thật không xứng đáng. Nếu để dựa vào sự công bình riêng của tôi khiến tôi được lên thiên đàng, thì tôi rất ghét cái ngày xét đoán sẽ đến với tôi. Bởi vì tôi nói với anh chị em rằng Nick Vujicic không công bình. Sự công bình của Đích ở trước mặt Đức Chúa Trời chỉ như một cái. Đức Chúa Trời thật thánh khiết và quyền năng đến nỗi tôi chẳng là gì cả ở trước mặt Ngài. Nhưng Ngài vẫn muốn trở thành bạn của tôi. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây vào mỗi cuối tuần. Lý do tại sao chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tại sao lại có những đĩa ghi hình? Bởi vì đây là sự thật. Chúa Giêsu còn hơn cả một đấng tiên tri. Ngài là con Đức Chúa Trời. Và Ngài đã đến để làm chiếc cầu giữa loài người và Thượng Đế. Bởi vì loài người không bao giờ có được sự công bình để xứng đáng với ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là lý do Chúa Giêsu đã phải xuống thế gian. Ngài đã sống một cuộc đời hoàn hảo và mang lấy tội lỗi của toàn nhân loại trên vai của Ngài. Ngài đã gánh lấy tội lỗi của anh chị em và tội lỗi của tôi, và Ngài chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã mang lấy hình phạt thay cho những điều tôi đã làm sai. Mỗi ý nghĩ tôi thảo luận trong đầu, mỗi lời nói dối mà tôi đã nói, mỗi một đồ vật mà tôi đã ăn cắp, tất cả những điều tôi đã làm sai, Chúa Giêsu đã trả giá trên thập tự giá. Anh chị em đã thấy Ngài tại nơi đó, trên thập tự giá. Nhưng điều chúng ta không thấy, đó là sự sống lại của Ngài. Chúa Giêsu thật quyền năng, vì Ngài không chỉ mang lấy tội lỗi của nhân loại, nhưng Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết, để chứng minh rằng Ngài có thể làm được mọi sự, và ngay cả sự chết cũng không thể nắm giữ được Ngài. Đó là lý do tôi có mặt ở đây tối nay. Tôi muốn anh chị em biết, sự vui mừng và bình an lớn nhất mà tôi có, đó là sự cứu rỗi đã được đảm bảo trong Chúa Giêsu. Tại sao? Vì nó đã được chép trong Kinh Thánh. Vì Chúa đã đến để ban cho tôi sự sống. Ai tin Ngài thì không bị hư mất, nhưng có sự sống đời đời. Đây là nơi chứa được những lời đó. Nếu anh chị em cần sự chữa lành, ở trong này. Nếu anh chị em cần sức mạnh, sự hướng dẫn, tất cả những điều chúng ta cần đều nằm trong lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa sống động và quyền năng. Đức Chúa Trời có thể làm được những công việc lớn lao. Nhưng phép lạ lớn nhất trong cuộc đời tôi, đó là Chúa Giêsu đang sống trong tôi. Tôi đã cầu nguyện để có chân và tay. Đó sẽ là một phép lạ lớn. Nhưng phép lạ lớn nhất trong mọi phép lạ, đó là đến ngày phán xét, Đức Chúa Trời nhìn tôi nhưng Ngài không thấy chiếc áo nhấc của tôi, mà Ngài thấy Chúa Giêsu đang sống trong tôi. Và Ngài nói với tôi, chào mừng con đã về nhà. Tôi không thể đợi thêm nữa cho thiên đàng. Tôi không thể đợi thêm nữa cho thiên đàng. Nghiêm túc đó. Tại sao? Bởi vì khi đó tôi sẽ có chân và tay. Không, tôi chỉ muốn gặp Chúa Giêsu mặt đối mặt, được ôm lấy Ngài và nói rằng cảm ơn Chúa. Tại sao? Vì Ngài là tình yêu của cuộc đời tôi.
Chúa Giêsu yêu tôi và tôi yêu Ngài. Mỗi ngày càng thêm hơn. Tôi nói chân thật với anh chị em, ngày hôm nay tôi ở đây để thúc đẩy và khích lệ anh chị em và làm chọn những điều này. Nhưng tối nay anh chị em sẽ rời khỏi phòng nhóm này và trở về nhà. Có thể trở lại với những nỗi sợ hãi cũ, những sự đau đớn cũ và hoàn cảnh cũ ở tại nhà của mình. Có thể có những gia đình đang tan vỡ. Có thể có những người cảm thấy thật tội lỗi vì những điều mình đã làm. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em trước khi kết thúc bài giảng một điều rất đặc biệt trong tấm lòng của tôi. Anh chị em biết tôi đã lo lắng như thế nào về việc không thể nắm lấy tay vợ mình. Nhưng mà tôi nhận ra một điều, rằng Đức Chúa Trời biết tấm lòng của tôi và Ngài đã có mọi điều hoàn hảo dành cho tôi. Amen. Anh chị em thấy, có thể tôi không có tay để nắm lấy tay vợ của tôi, nhưng tôi không cần một đôi tay để nắm giữ trái tim của cô ấy. Đó là tất cả điều tôi muốn nắm giữ. Có rất nhiều người chồng có thể nắm lấy tay vợ của mình, nhưng không thể nắm giữ trái tim của cô ấy. Đó là tất cả những điều tôi muốn nắm giữ. Tôi có thể biết vợ của tôi là ai không? Không. Việc tôi không biết vợ mình là ai, ổn không? Có, ổn thôi. Tôi muốn nói với anh chị em, đôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng và nói, Lạy Chúa, con muốn có một người vợ. Ngay bây giờ, trong danh Chúa Giêsu, hãy đến ngay. Nhưng mà nhiều lúc, tôi nhìn thấy những cặp vợ chồng cãi nhau chỉ vì cách pha cà phê hay một việc nhỏ nhặt nào đó. Tôi nói, Lạy Chúa xin hãy ban cho con 10 năm nữa, sống độc thân. Đôi khi cuộc sống hôn nhân thật là nhàm chán. Nhưng tôi nói với anh chị em, Giêsu biết ai sẽ là vợ của tôi. Tôi biết rằng cô ấy đang đến trong thời điểm tốt nhất. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, tôi đã lo lắng thế nào về việc không thể bế và ôm lấy các con của tôi. Có một bé gái nhỏ tên là Goran. Nó rất là dễ thương. Một ngày kia nó đến với tôi. Tôi chơi khá thân với cha mẹ của nó. Đầu tiên nó đến bên cạnh tôi. Nó cao khoảng bằng tôi. Và nó mặc một bộ váy hồng và đi đôi giày hồng. Nó đến bên cạnh tôi và nó muốn ôm lấy tôi. Lauren biết rằng khi Nick muốn ôm ai đó thì Nick không có tay để ôm. Vì vậy khi Lauren đến với tôi, nó giấu đôi tay ra sau lưng và ôm tôi bằng cổ của nó. Đó là điều rất đáng ca ngợi. Và Đức Chúa Trời mỉm cười. Tôi không định nói Đức Chúa Trời đã mỉm cười, nhưng tôi cảm thấy rằng sự bình an vô tận trong tấm lòng. Và dường như Chúa nói, Nick, điều đó ổn thôi. Ta đã có mọi sự hoàn hảo nhất cho con. Con sẽ có những đứa con. Con sẽ có vợ. Phải. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình chẳng xem thấy. Đó là lý do tôi được tự do. Vì những điều tôi biết rằng mình cần thì đều đã được chu cấp bởi cha của tôi ở trên trời. Anh chị em nhìn vào tôi và nghĩ rằng ước gì mình có những điều anh ấy đã có. Đó chính là sự vui mừng và bình an của Chúa Giêsu. Sự bình an và vui mừng của Ngài. Tôi có thể chia sẻ với anh chị em một câu chuyện được không? Một ngày kia tôi ở trên bãi biển. Tôi đi bơi. Và tôi nổi trên mặt nước như cái phao cứu sinh. Tôi nhảy xuống bể và nổi trên mặt nước. Họ gọi tôi là Bob vì tại đó tôi như nhảy điều Bob vậy. Tôi có một cái động cơ nhỏ này và nó hoạt động bom bom bom. Rồi sao, tôi cũng rất sợ khi phải bơi dưới biển. Không chỉ vì những cơn sóng, nhưng khi tôi làm như thế này, mổ chân nhỏ của tôi trông giống như một con cá. Tôi sợ sẽ có con cá mập đến và ăn mất nó. Và tôi cũng không thể bơi nhanh ở trong đại dương. Những cơn sóng sẽ cuốn tôi đi mất. Đôi khi tôi rất sợ. Một lần nọ, tôi cùng đi với các bạn của tôi và chơi đùa trên những cơn sóng. Bạn tôi nắm lấy tôi, anh ta có một đôi tay rất to và chắc khỏe. Tôi cảm thấy an toàn và mọi sự sẽ ổn. Chúng tôi đi ra xa bờ một chút và chơi đùa với nhau. Nhưng bất thình lình, có một cơn sóng lớn ập đến.
Và tôi tôi phải làm gì đây? Bạn tôi trả lời, tôi không biết. Chúng ta có thể làm gì khi một cơn sóng lớn ập đến? Không gì cả. Chúng ta không thể nói với nó rằng hãy yên đi, lặng đi. Chúng ta phải vượt qua nó. Chúng tôi đã ở dưới cơn sóng đó. Và tôi thì quá trơn và cơn sóng lại quá lớn. Tôi bị trượt ra khỏi cánh tay của bạn tôi và anh ta bơi về hướng khác. Tôi giống như chiếc máy giặt ở trong cơn sóng đó. Tôi bị trồi lên, sụt xuống và quay tròn. Tôi ở dưới mặt nước và không ai thấy tôi và tìm được tôi. Tôi ở dưới đó mất vài giây. Tôi đã cố nhìn xem đâu là lối để lên và cố cua bàn chân nhỏ của mình. Tôi đã tựa vai của mình vào cát. Tôi gần như ở dưới tận đáy biển. Và tôi đã rất sợ. Không ai tìm thấy tôi. Và điều duy nhất tôi có thể làm đó là nín thở. Và cuối cùng, cơn sóng lớn đó, dù lớn đến cỡ nào, thậm chí cơn sóng lớn nhất cũng phải tan đi. Cơn sóng sẽ tan đi. Rồi cuối cùng tôi cũng nổi lên trên mặt nước và được cứu thoát. Tôi muốn mọi người hãy nhắm mắt lại. Có thể anh chị em đang ở trong đại dương của cuộc đời ngay bây giờ. Có thể anh chị em cảm thấy dường như mình đang muốn bỏ cuộc. Anh chị em đến đây với một trái tim nặng nề. Có thể có một điều gì đó đang diễn ra trong anh chị em hoặc trong gia đình anh chị em mà không ai có thể biết được. Và anh chị em cứ giữ nỗi đau này trong tấm lòng của mình, vì nghĩ rằng dẫu sao thì cũng không ai có thể giúp gì được. Những nan đề của người này sẽ trở nên gánh nặng của những người khác. Anh chị em có thể nghĩ, tôi không thể làm việc này một mình. Có thể anh chị em đang ở trong biển cả của cuộc đời và đang gặp một cơn sóng lớn. Có thể đôi khi chúng ta cảm thấy an ninh, nhưng ngay lúc này đang phải đối diện với một cơn sóng lớn. Có thể anh chị em bị nó tung lên và xoay vòng tròn, trái sang phải, và không biết lối nào để lên, không biết phải làm gì. Không có ai ở xung quanh anh chị em. Anh chị em đang phải cố gắng để giữ lấy đức tin mạnh mẽ. Anh chị em biết không, buổi tối hôm nay anh chị em không thể làm như thế thêm nữa với sức riêng của mình. Chúa Giêsu đến bên anh chị em buổi tối hôm nay. Ngài là sự bình an trong cơn giông bão. Ngài nói với anh chị em rằng, hỡi con ta, con hãy để ta giúp con. Ngài đang giang tay ra về hướng anh chị em và nói rằng, ta yêu con, hãy để ta giúp con. Sự lựa chọn thuộc về anh chị em. Anh chị em có sẵn sàng đưa tay hướng về Ngài? Anh chị em có sẵn sàng nói rằng, vâng thưa Chúa, hãy biến con nên một người mới, hãy ban sức lực cho con. Vâng thưa Chúa, hãy giải cứu con buổi tối hôm nay. Anh chị em có cần Chúa Giêsu đến để giải cứu cuộc đời mình không? Ngay bây giờ, mọi đầu đang cúi xuống, mọi mắt đang nhắm lại. Có thể tối hôm nay là lần đầu tiên anh chị em muốn vươn tới Chúa Giêsu. Có thể anh chị em muốn nói lại Chúa Giêsu, nếu Ngài có thật, xin hãy giúp con. Chúa Giêsu ơi, con muốn biết Ngài nhiều hơn. Với mọi đôi mắt đang nhắm, mọi đầu đang cúi xuống, nếu anh chị em muốn được cầu nguyện những điều đó, để Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài thêm hơn nữa cho anh chị em. Đối với những người lần đầu tiên muốn cầu nguyện với Ngài, hãy giơ tay lên. Tôi đang nhìn thấy những cánh tay giơ lên. Tôi nhìn thấy 5 cánh tay. Hãy giơ tay cao lên. Tôi đã nhìn thấy 10 cánh tay. Bây giờ đã có 12 cánh tay.
Nếu có anh chị em nào trong đây lần đầu tiên muốn cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, nếu Ngài có thật, xin hãy giúp con ngày hôm nay. Xin hãy hạ tay xuống. Everybody look at me. Mọi người hãy nhìn vào tôi. I want to tell you. Tôi muốn nói với anh chị em that I want to give you an opportunity rằng tôi muốn cho anh chị em có một cơ hội để cùng cầu nguyện với tôi ở trên này. Few people on the floor just want to những anh chị em ngồi dưới sàn xin hãy chuyển sang một bên. But maybe you, có thể anh chị em maybe you have said a prayer muốn có lời to cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu để mời Ngài ngự vào lòng. You know, you've already asked him to come into your life. Có thể anh chị em đã mời Ngài vào cuộc đời mình nhưng vẫn cảm thấy gánh nặng. You know, maybe you know Jesus. Có thể anh chị em biết Chúa Giêsu là bạn của anh chị em. But you still don't have nhưng lòng anh chị em vẫn chưa có sự vui mừng và bình an. Dường như có một sự gì đang diễn ra trong tấm lòng anh chị em thì có một điều anh chị em cần dâng lên Chúa Giêsu. Ngài nói rằng hãy dâng những gánh nặng và những lo lắng của con cho ta. Ta sẽ ban cho con sự an nghỉ. Có nhiều cơ đốc nhân ở đây chỉ cần sự an nghỉ mà thôi. Tôi muốn anh chị em biết, tối nay anh chị em không cần rời khỏi phòng nhóm này với những gánh nặng và những ràng buộc, những giọt lệ và những sự sợ hãi hay những sự thất vọng. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành tấm lòng của anh chị em. Chúa sẽ giải cứu anh chị em. Ân điển của Ngài là dư dật. Và tối nay trong 30 giây nữa, xin mọi người ngồi dưới sàn hãy chuyển sang một bên. Tôi muốn kêu gọi mọi người tiến lên phía trước để cùng cầu nguyện với tôi. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em và hướng dẫn anh chị em một lời cầu nguyện để cầu xin Đức Trời bày tỏ chính mình Ngài cho mọi người. Xin hãy dịch sang một chút. Rất là tốt. Ok. Ngay bây giờ, nếu có ai biết rằng mình đã không gần gũi Chúa như đáng phải làm hoặc như điều mình ao ước, dù anh chị em là ai hoặc anh chị em đang có điều gì trong tấm lòng, xin hãy bước lên phía trước. Xin mọi người, những người đã giơ tay lên, tôi muốn cầu nguyện với anh chị em. Tôi muốn thấy một sự xuyên phá trong tấm lòng của anh chị em. Tôi sẽ cầu nguyện với anh chị em để Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của anh chị em. Chúa sẽ đến để chữa lành gia đình anh chị em. Ngài sẽ biến đổi từ những phần nhỏ nhất trong cuộc đời của anh chị em. Nhưng đầu tiên đó là thay đổi tấm lòng của anh chị em. Hãy bước lên. Những ai đã giơ tay lên, xin hãy bước lên. Nếu anh chị em biết mình cần một sự giơ động của Chúa Giêsu, xin hãy bước lên trên. Hãy bước lên trên sân khấu. Trong danh của Giêsu, tôi muốn tất cả mọi người đều được đẩy dậy và nói rằng con muốn mời Ngài vào cuộc đời con ngày hôm nay. Hỡi Giêsu, con muốn sự bình an và vui mừng của Ngài trong tấm lòng con ngay bây giờ. Xin hãy bước lên, hãy bước lên. Anh chị em không cần phải rời khỏi nơi này với những sự sợ hãi cũ nữa. Hãy lên đây, hãy bước lên đây. Hãy giao những sự đó cho Chúa trong lời cầu nguyện. Ai đã giơ tay, xin hãy tiến lên để cùng tôi cầu nguyện. Anh chị em muốn được biết thêm về Chúa, hãy bước lên đây. Hãy bước lên đây. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Hãy mang thêm một người bạn của mình lên. Có nhiều người hơn nữa đang bước lên. Tôi nhìn thấy rằng sẽ có nhiều người được Chúa Giêsu giơ động buổi tối hôm nay. Anh chị em muốn được Ngài tác động và có thêm hơn nữa chính mình Ngài trong tấm lòng của anh chị em. Anh chị em biết rằng mình không thể tự làm được điều này thì hãy bước lên đây. Hãy bước lên đây. Cảm ơn. Come on. Xin hãy tiếp tục, hãy tiếp tục. Nếu người mẹ của ai đó đang bị ung thư, chúng ta hãy cầu nguyện cho người mẹ đó. Hãy lên đây, hãy tiếp tục lên. Hãy bước lên. Nếu con trai của ai đó chưa biết Chúa Giêsu, chúng ta hãy cầu nguyện cho người con trai đó. Hãy cầu nguyện cho con gái của anh chị em. Hãy cầu nguyện. Thật tuyệt vời. You don't understand. Anh chị em không hiểu được. I see so many tôi đã thấy rất nhiều người khóc và nay tôi lại thấy nữa. I see you crying, tôi thấy nhiều but you're người still khóc down. Nhưng vẫn nói điều đó ra. It's simple. Rất đơn giản. Jesus has stretched Chúa Giêsu đang giang tay hướng về anh chị em tối nay. Will you stretch anh chị back em có sẵn him? Sàng hướng đôi tay của mình về phía Ngài. By you coming bằng việc up to the bước front, lên phía trước, anh chị em đang bày tỏ rằng mình đang giơ tay về Chúa Giêsu. Bằng việc bước lên phía trước, anh chị em đang muốn nói rằng Chúa Giêsu ơi, con muốn biết Ngài thêm hơn. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện.
hãy bước lên đây. Anh chị em biết rằng mình cần phải bước lên phía trước. Có ai đó đang cảm thấy mình tội lỗi, với những gánh nặng tội lỗi, và cần được buông tha. Chỉ cần bước lên đây. Anh chị em hãy bước lên. Có những người đang bước lên. Bước thêm lên. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Giêsu. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Stretch out your hands. Hãy đưa tay của chúng ta về Chúa. Jesus, we thank Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài. Jesus, we thank Giêsu ơi, you, Lord. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank you, Lord. Có một mục đích và kế hoạch cho mỗi một người trong chúng con ở tại nơi đây buổi tối hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài có thể làm những điều vĩ đại ở đây buổi tối hôm nay. Lạy Chúa, khi sự hiện diện của Ngài đến trên chúng con thì không một điều gì không thể làm được. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài khuấy động lòng của chúng con ngay bây giờ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về tất cả những người có mặt ở đây tối hôm nay. Lạy Chúa, hãy chắc chắn rằng tất cả đều sẽ được chữa lành và đều được hưởng sự bình an của Ngài. Chúa Giêsu ơi, lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài và dâng lên Ngài mọi tấm lòng tan vỡ, mọi nỗi thất vọng, mọi ý định tự tử và mọi người đang có những ý định bỏ cuộc. Trong danh của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu lại tác động đến họ ngay bây giờ bởi Đức Thánh Linh quý báu của Ngài. Ngay bây giờ, hãy đầy dẫy trong danh Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin hãy rửa sạch họ. Cảm ơn Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Thánh Linh. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài vì hơn 2.000 năm trước Ngài đã có mặt trên đất và Ngài chết thay vì tội lỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đứng vào chỗ trống giữa loài người và Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời thật thánh khiết và loài người thật bất khiết. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho chúng con một con đường để có mối tương giao đời đời với Ngài. Cảm ơn Giêsu vì Ngài không chỉ là một đấng tiên tri, nhưng Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Trời ở trong xác thịt. Trong danh Chúa Giêsu, Ngài đã chinh phục sự chết. Ngài đã sống lại và Ngài hiện đang sống. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Linh. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Xin anh chị em hãy nhắc lại lời cầu nguyện theo tôi. Lạy Chúa Giêsu, hãy đến gần với con. Hãy cầu nguyện theo tôi. Lạy Chúa Giêsu, con đến với Ngài tối hôm nay. Và con cảm ơn Ngài vì Ngài biết tấm lòng của con. Ngài biết sự sợ hãi của con. Ngài biết sự tổn thương của con. Ngài biết sự thất vọng của con. Con dâng lên Ngài tất cả những tội lỗi và những hành động sai trái của con. Con xin lỗi Chúa. Nhưng con cảm ơn Chúa vì Ngài chết trên thập tự giá và tẩy sạch tấm lòng con. Ngài đã trả mọi giá thay cho tội lỗi của con. Và giờ đây con được tự do. Cảm ơn Giêsu vì Ngài đã tha thứ cho con. Dù là tội lỗi lớn nhất, Ngài cũng có thể tha thứ. Và Ngài đã tha thứ trong danh Chúa Giêsu. Hãy ban sự bình an của Ngài. Hãy chữa lành tấm lòng con. Hãy làm đầy tâm trí con. Hãy làm mới lại tấm lòng con. Và làm mới tâm trí của con. Hãy thay đổi cuộc đời con. Hãy ban sức lực cho con. Để con đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Khi con không hiểu biết, xin hãy giúp con biết rằng Ngài đang nắm lấy tay con. Cảm ơn Chúa vì Ngài không bao giờ buông con. Con dâng thân thể con cho Ngài. Con dâng thân thể con cho Ngài. Anh chị em hãy đặt tay vào chỗ đau trên thân thể của mình. Nơi nào đau trên thân thể hãy đặt tay vào đó. Có ai bị ung thư hoặc ai đó bị đau ở quanh cổ hoặc đau đầu, hãy đặt tay vào chỗ đó. Hãy nói rằng, Chúa, con dâng thân thể con cho Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngài có thể làm được mọi sự. Con cầu xin Chúa hãy chữa lành con. Hãy chữa lành con trong danh Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hãy chữa lành con, Chúa Giêsu ơi. Cảm ơn Giêsu. Con dâng gia đình của con cho Ngài. Con dâng bạn bè con. Hãy sử dụng con để họ biết về Ngài qua cuộc đời con. Cảm ơn Chúa Giêsu rằng con có một mục đích. Khi con cảm thấy rằng muốn bỏ cuộc, khi con cảm thấy ngã lòng, xin Chúa hãy nâng con dậy. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện. Amen. Hallelujah!
Hallelujah! Chúng ta hãy cầu nguyện trong quyền năng của Chúa Giêsu, quyền năng trong danh Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con dâng mọi sự chán nản, con dâng mỗi người lên cho Ngài. Lạy Chúa, những người chưa biết về Ngài, những người chưa từng kêu cầu danh Ngài, con cầu xin Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho họ và giúp họ nhìn thấy Ngài đang giang tay hướng về họ. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện cho thành phố này. Lạy Chúa, con dâng thành phố Kuala Lumpur cho Ngài. Xin Chúa ban ơn cho những bậc cầm quyền. Xin Chúa chúc phước trên những phố phường và những vùng nông thôn. In Jesus' name, trong danh Chúa Giêsu, xin hãy chiếu sáng qua cuộc đời của chúng con. Thưa Chúa, hãy chúc phước cho mỗi doanh nhân. Xin Chúa hãy chúc phước cho mỗi doanh nhân. Trong danh của Chúa Giêsu, xin Chúa hãy chúc phước cho những gia đình. Chúa hãy chúc phước cho mỗi cuộc hôn nhân và những gia đình tan vỡ sẽ được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Có ai lần đầu tiên trong cuộc đời của mình kêu cầu đến danh Chúa? Xin hãy giơ tay lên. Hãy giơ tay lên. Tôi muốn nhìn thấy cánh tay được giơ lên để tôi được nhìn thấy phía dưới. Hãy giơ tay cao lên. Tôi muốn được nhìn thấy cả phía dưới. Hãy nhìn xem bao nhiêu người đã cầu nguyện với Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi đếm có khoảng 30 người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Với những anh chị em này, tôi muốn nói với anh chị em rằng tôi yêu anh chị em. Tôi muốn anh chị em biết rằng Chúa Giêsu yêu anh chị em. Và những lỗi lầm của anh chị em đã được Ngài tha thứ. Không một tội lỗi nào mà Chúa không thể tha thứ. Và sự bình an mà anh chị em nhận được trong tấm lòng ngay bây giờ, đó là Chúa Giêsu đang ở trong anh chị em. Hallelujah. Khi anh chị em về nhà, có thể kẻ thù sẽ cố gắng để nhấn chìm anh chị em xuống và nó nói rằng điều đó không có thật đâu. Mày vẫn làm điều này, vẫn làm điều kia. Tôi muốn anh chị em biết rằng Chúa Giêsu đã không thay đổi những thói quen xấu của tôi ngay một lúc. Nhưng Đức Chúa Trời đã nắn lên chúng ta, Ngài tạo ra chúng ta, và mỗi ngày chúng ta nỗ lực để làm theo những điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm. Hallelujah. Chúa Giêsu khuôn đúc nên tôi, Ngài tạo ra tôi, Ngài ban sức mạnh cho tôi, Ngài bao phủ mắt của tôi, mở mắt cho tôi, Ngài bao phủ tấm lòng của tôi, mở lòng của tôi. Tôi muốn anh chị em biết rằng từ đây anh chị em sẽ cùng đi trên một hành trình với Chúa Giêsu. Hallelujah. Sẽ có những lúc anh chị em xuống thấp, nhưng đừng đi nghi ngờ. Vì sao? Lời Chúa nói với tôi rằng tôi là con của Đức Chúa Trời và anh chị em là con của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cha của anh chị em là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và Ngài sẽ chúc phước dư dật trên anh chị em. Hallelujah. Ngài sẽ ban sự bình an và sức lực cho anh chị em khi chúng ta không hiểu. Có ai ở đây nhận được sự chữa lành thân thể không? Có ai đã cầu nguyện cho một điều gì đó và ngay ngày hôm nay đã hoàn toàn được chữa lành? Có ai bị đau ở vai và ở cổ đã được chữa lành? Xin hãy giơ tay lên. Tôi tin rằng có người được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Ai đã bị đau đầu? Tôi công bố điều này trong danh Chúa Giêsu. Mấy chị em hãy giơ tay lên. Có ai đó đang giơ tay lên? Ai đang bị đau đầu? Is that someone speaking there? Someone had a headache? Anybody there? Who's had? Có người nào đó không? Ai đã bị đau đầu và được chữa lành? Was there pain in your head or around your neck? Có ai bị đau ở quanh cổ của mình? Has anyone been touched by God tonight? Và có ai được Chúa tác động? Có ai được chữa lành không? Yes, we have. Có, chúng ta có một người. He had the headache. Anh ta bị đau đầu và đã được chữa lành. How long have you had that headache for? Anh bị đau đầu bao nhiêu lâu? 4 days. 4 ngày. Okay, maybe 4 it's not ngày. So long, but it felt long, huh? All right. Hallelujah, he's been healed. Hallelujah, anh ta đã được chữa lành. Hallelujah. Headaches totally gone. Sự đau đầu anybody nó phải tan biến. Been ai được chữa lành nữa nào? Body, you ai đã đặt tay lên chỗ đau trên thân thể của mình và được chữa lành? Có người nào khác không? Có. Điều gì đã xảy ra? Chị này có một tấm lòng tan vỡ và đã được Chúa chữa lành. Đây là sự chữa lành lớn nhất. Hallelujah. Hallelujah. Thật là đáng kinh ngạc. Start from the left here and go out to the other aisle on the right. Chúng ta hãy bắt đầu từ bên trái sang bên phải. Bước lên và để ôm lấy Nick.
I just wanted to tell you all that I tôi love chỉ muốn you, nói với mọi người rằng tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã yêu tôi và đã ủng hộ tôi. Mỗi khi anh chị em nhớ tới tôi, xin hãy nhắc tên tôi trong sự cầu nguyện. Tôi tin rằng tôi sẽ trở lại Kuala Lumpur một ngày nào đó. Nhưng xin hãy bước lên và ôm tôi một cái. Nhưng đừng mang tôi về nhà. Make sure you make a line, but go to my website, lifewithoutlimbs.org, lifewithoutlimbs.org. Check the VCD out. God bless you all. Thank you so much. Good night. Chúc ngủ okay, ngon. Can you start from the left, my left, your right? Line up one line. Come out around the circle and go out that way. Keep to the left. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cure.